Xin chào các bạn, bữa nay mình sẽ giới thiệu các bạn giải trí với một dàn karaoke trên Xpander chỉ với không tới 1 triệu đồng. Đây. Trước tiên cái này không phải là cái lo mà để mình chơi karaoke mà đây chỉ là một cái mic mà giải trí. Nhưng mà chị không kho, các bạn không thể mua cái mic xịn cho thể giải trí với cái lo trên Xpander được. Tại vì cái mic này nó có tích hợp Bluetooth và lo. Thành ra điều đầu tiên các bạn phải làm là để các bạn phải để karaoke được là các bạn phải kết nối Bluetooth với cái mic này trước, với điện thoại trước. Trước khi nói bên tôi mình sẽ thấy mình tắt Bluetooth của xe. Mình tắt Bluetooth của cái xe cái up. Thì mình sẽ cần kết nối bằng cái này. Đó là lên. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Đây, hello. Đây là cái tiếng mà trong hiện tại là trong cái loa này. Vậy để làm sao mà truyền từ cái tiếng trong cái loa này vô trong xe? Thì cái điều mà các bạn sẽ cần tiếp theo là đây. Dây 3.5. Dây 3.5 nha. Dây các bạn nói đây là dây 3.5 ra 3.5. Và các bạn phải mua một cái mic nào đó nó có cái lỗ 3.5 như thế này nè. Nó phải có nha. Đây. Cắm vào. Và đâu còn lại mà các bạn sẽ cắm vô trong xe. Cắm vào trong xe đây. Giờ mình sẽ chuyển sang chế độ AUS. Đây, các bạn chuyển âm thanh sang chế độ AUS nha. Alo. Alo. Đó. Bây giờ hiện tại là âm thanh đã ra lo của xe rồi đó các bạn. Âm thanh của mình đã ra lo của xe rồi đó. Vậy điều còn lại là các bạn sẽ mở nhạc ở đây. Mình sẽ mở thử một số bài. Mình ca thử cho các bạn coi. Còn bạn nào mà muốn karaoke mà giống như mà về không có lo ngại về vấn đề 3G á, là 4G á. Các bạn hiện tại mình đang sử dụng cái cước 24G của Mobifone, nó cho bạn 62GB một tháng không tính ngày. Cứ là 62GB để bạn xài trong một tháng, ngày nào bạn sẽ ít sẽ nhiều. Có thể một ngày mà bạn đi ra đường thì bạn có thể xài 10GB cũng được. Đây đắp một tình. Mộng ban đầu yêu người thuở mới đôi mươi, em đang độ trắng tròn từng ngày qua phố, áo em trắng cả đường về. Thôi mình chỉ thử vậy thôi. Cảm ơn, xin chào các bạn.